chè sò nước hồi xưa mới là hai mấy tuổi đó hen, là 25 chén chè, một chén 2 viên là 50 viên đó, là cưng nghĩ sao? 25 chén chè đó. Cưng thấy sao? Chú ăn 25 chén chè. 25 bên này dục mương mà cũng biết người ta dục sình đó, mương bên này thảy mà mương bên kia luôn. Bao lúa ha ba dạ giác đi cời cời luôn. Rồi. Chào cả nhà, theo cái hành trình gông gũi của mình, hôm nay mình đang có mặt tại ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Theo chia sẻ của cô là khoảng 2m15. Dạ cô ngồi ghế đi cô. Dạ con chào chào chú Y. Dạ chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? 33 tuổi. Chú ơi, chú cao là chiều cao của chú là khoảng bao nhiêu, có đo thử không chú? Ông không biết đâu. Cô không biết nữa, có đo rồi. Nói 2m mấy, 2m2 đi, 2m15. 2m15 là chú năm nay là 63 tuổi. Dạ chú thì trước đây là chú cao như thế này hay là sao cô? Từ nhỏ tới lớn vậy đó. Rồi chú ở trong cái ngôi nhà này hả cô? Ở nhà này đời đó, thì trong kia bây giờ ở nhà này đó, cô nuôi giống gì luôn từ đó tới giờ. Vậy mọi sinh hoạt ăn uống của chú rồi sao? Cô nuôi không? Cô nuôi không hả? Nó cơm nước nó bệnh hoạn gì cô không, hồi đó ông xã cô còn sống. Dạ. Ông xã cô chở đi chích thuốc bệnh viện gì là ổng không, bây giờ là ổng mất rồi, là cô bó tay với ổng luôn rồi đó. Rồi bây giờ chú thì tối về ở trong cái con ngôi nhà này ngủ. Cơm nước thì cô lo. Cơm nước thì cô lo. Mọi sinh hoạt của chú Y thì mọi sinh hoạt của chú đều bình thường hết không? Bình thường giống như là ổng thờ chứ đâu có phải minh mẫn, bây giờ ổng hết thấy đường rồi đó, ổng thấy mắt ổng đâu có thấy đường nữa đâu. Đôi mắt của chú thì lúc trước thì đôi mắt của chú gì thấy còn không? Còn thấy mà mới thôi, khoảng chừng 2 năm nay là ổng hết thấy đường đi rồi. Bị kéo mây. Kéo mây ra dần đó. Hết dạ. Thấy đường rồi đó. Cái mọi khi mà chú cao như thế này là 2m2 thì cái ba cao 2m2 phải không cô ạ? À? Cao người ta đó 2m2 đó. Mà bây giờ thấy ông đi khum khum là còn đứng 2m15 à. Xe cái bàn tay ra nè để đó ha. Ơi ơi cái bàn quá tay của chú nè. Ô bàn tay là cô ướng cái bàn tay cô lên thử ha. Đây nè có chút nhéo nè. Dạ. Là chú cao từ xưa đến giờ chứ không phải là giống như một cái người cao ở Cà Mau. Không phải, cái này là từ nhỏ tới lớn là ông cao vậy không á. Rồi đồ đạc chú mặc sao cô? Trời hồi xưa mà cắt mà mình tiếp thu ra đó là ba người phải dồn lại mai cho ổng một bộ đồ chứ giờ sao vậy, mà nó có chế độ đó, nhà có mấy thứ hả? Dạ. Để mình ăn đồng ăn đợt vậy đó, đợt sau mà tới mới tới người khác được. Rồi bây giờ mua đồ cho bây chú có khó không? Mua đồ cũng hơi khó, quần thì nó vắng, áo thì vừa, quần thì nó vắng, vậy có ai đâu mà dài như ổng đâu. Phải mặc cái size lớn nhất rồi. Size lớn nhất đó. Áo là size lớn nhất. Dạ. Nhưng mà cái tay áo con thấy nó vẫn thì nó vẫn ngắn, vẫn ngắn, nó không có dài. Cũng dạ. Có cái dài bằng được. Bây giờ người nước ngoài đi qua nhiều quá cũng có cái dài bằng. Rồi thành nữ tài chân ăn, chú ăn uống đồ ăn khỏe không cô? Sáng ăn tô cơm bữa thì khỏe cho người ăn, tô không khỏe ăn nửa tô. Mỗi lần thấy ăn mì là ông ăn 2 gói không đó, 2 gói 3 gói, bây giờ là ăn có 2 gói. Chè sò nước hồi xưa mới là hai mấy tuổi đó hen, là 25 chén chè, một chén 2 viên là 50 viên đó, là cưng nghĩ sao? 25 chén chè đó. Cưng thấy sao? Chú ăn 25 chén chè. 25 chén, một chén 2 viên là 50 viên chè. Thêm 2 dĩa xôi luôn chứ không phải là không có xôi nha. Hồi ăn một lần một hả cô? Một lần một, bởi vì cũng gầm đó, má bên nấu cũng gầm á, là dọn cái ta nói y y mày ăn hết ra mà bao nhiêu chén chè chia y, dọn ra 25 chén, quất hết 25 chén mà thêm 2 dĩa xôi, dĩa xôi mình đốt chén mình cúng đó là 2 dĩa xôi luôn. Còn gạo thì ăn 1 lít, một mình ăn 1 lít gạo. 1 lít hồi khoảng 20-30 tuổi là 1 lít gạo, không chứ giọng bây giờ ăn con tô rồi. Nhưng mà lúc đó là chú còn trẻ, là chú còn khỏe không? Mạnh lắm hả? Đất bên này dục mương mà cũng biết người ta dục sình đó, mương bên này thảy mà mương bên kia luôn. Bao lúa ha ba dạ giác đi cời cời luôn, thấy ba dạ lúa mà giác đi cời cời. Trước đây mà chú chưa lớn tuổi như thế này, bệnh như thế này thì chú làm gì? Nó ổng đi giác mương bận sình đất cho người ta, ai kêu gì bận mấy. Dạ. Lúc mà cô chú khoảng 30 mấy tuổi thì chiều cao của chú là khoảng bao nhiêu? Thì cũng cao lắm, 2m mấy gì đó. Bởi vì bây giờ là tại thấy ông ngại già thì khom xuống vậy là 2m mấy đó. Dạ. Hồi đó đâu có để ý tới đâu mà đo. Cái mái nhà hồi đó vậy đó mà ông đứng, hồi đó có mái nhà cũng 2 mái vậy ha, mà ông đứng tối cái đầu sụ lên vậy là cũng thấy sao rồi. Là khỏi cái mái nhà. Ừ, cái mái nhà thì hồi đó là mái mình 2 mái. Dạ. Ông đứng hồi 16-17 tuổi mà đưa cái đầu ông lên vậy nè. Là cũng thấy sao, là ông cao lắm đó. Tại ngại già cả nó khom xuống. Lúc mà lớn tuổi thì nó chiều cao nó giảm xuống. Giảm xuống đi không có đậu thẳng như hồi xưa. Là ngày xưa là mình cất nhà là mình có cắt cố tình cắt cho cái mái này nó cao lên không?
hồi đó thì cưng nhái nghĩ hồi xưa người ta cất hai mái đó biết rồi. Dạ, dạ. Nhà hai mái đó thì dạ. Mái thì sụp xuống này cũng đâu có cao gì bao nhiêu, cũng là 2 mét mấy gì đó mà ông đứng đưa cái đầu. Rồi chú Mỹ này có gia đình gì không con? Không, hồi nào giờ không có vợ con gì. Lý do là sao? Tại vì tại vì ông khờ quá, học trước quên sau, rước thầy về nhà học rồi quên rồi, học rồi quên rồi, đâu có vợ con gì. Tại vì ổng gì đâu ai dám bận không. Bây giờ lúc trước đây thì chú Mỹ cái có còn trai trẻ thì có khờ không? Phải là không phải là khôn mà cũng không phải là khờ, cũng như người quá hiền, nó quá hiền, cũng như là biết làm hết trơn, bánh cũng biết làm nè, cơm cũng biết nấu, mà tại vì hiền quá hiền, cũng như là nói gì thì hiểu lấy hết đó. Cũng như người nước ngoài sống như người ta mình nó không có được minh mẫn hôn. Dạ. Từ từ đó là ngại lớn là biết ảnh làm đến hết thấy đường là khờ. Nhớ chứ. Khi mà chú còn trẻ, chú lớn như vậy thì vòng vòng ở đây người ta có thường thấy chú lạ, có dè biểu gì không cô? Hồi xưa thì mấy ông lính đi ngang thấy dấu chân ổng la làng đó, trời mưa ông đi la làng lên, cười muốn chết, chừng giờ lại thấy ổng mới biết. Thấy cái dấu chân đi á, người ta sợ. Sao la làng cô ha? Thấy cái dấu chân, trời ơi, chân của ông khổng lồ rồi quá trời, mà chừng lại tới nhà mới thấy ổng, người ta mới biết. Dạ. Trời ơi, bàn chân của chú là vô cùng lớn luôn á. Trời ơi, dép của ổng đôi nào đâu đấy chà bá luôn mà. Rồi đôi dép thì mang có dừa không con? Đôi dừa đó không, ta cho đôi dừa đó không. Đây là cái bàn chân của chú Mỹ nè. Và tay cũng vậy. Cái tay của chú Mỹ là lúc trước giờ vậy hay sao đó, cô? Chú mằng cỏ đó, mằng cái dao yếm lúa nó chợt chịu cái tay ổng vậy đó, đứt nó nói cho không được đó. Cái ngón giữa ha, ngón giữa này. Rồi có hai ngón này nó bị ngay ra, bị rớt cái dao xuống đất, cái nó liệt luôn. Liệt luôn. Nó liệt luôn hai ngón. Cái nào vừa đứt có mang đâu. Có mấy đồi này không có vừa, mấy đâu bên kia nó vừa, thấy không? Ồ, đúng là cái bàn chân. Đôi này, đôi bự này vừa không con? Cái đôi bự đó không vừa, cái chiếc dép này vừa mà rớt trong rồi nè, chiếc này vừa nè. Chúng thấy chiếc dép nó vừa, đôi này cũng vừa nữa nè, rớt trong chiếc này. Trời ơi. Nhưng mà chú có thường mang dép không? Không, bỗng đi hồi nào giờ đi chân không, không bao giờ đi vô, đi chịu không nổi. Trời không quen. Đi rồi đau. Không quen hả chú? Không quen rồi, nó đi cái dép nó quen rồi, không có mùi không mang dép. Đi chân không cái quen, không mang dép luôn. Đi rồi nó trời nắng vậy, ba cái nhựa nó dính tròn. Đôi nào đôi nấy cũng thấy hết trang không? Dạ, đôi này với đôi này là một đôi nè. Đôi này là vừa nè. Cái đôi này vừa mà giờ rớt đâu một chiếc hết trơn rồi. Là size lớn nhất. Size lớn nhất luôn á. Trời ơi, rất là kỳ lạ ha. Phải nói là chú là nếu như mà chú là đi khóa phá kỷ lục Việt Nam được. Tại vì chú là chiều cao của chú là phá kỷ lục Việt Nam được. Ông này mới nghe ông nào với Cà Mau đó là tự nhiên phát sinh lần ông cao là cao hơn ông này nữa. Ông kia là cao 2m75 là đó, lúc không? Trước lì nhỏ thì đó. Không có cao vậy. Ờ, bây giờ tự nhiên phát sinh không giống như chú Mỹ này. Ông này từ nhỏ đến lớn vậy. Bị giống nước người nước ngoài mà. Quá dạ. Đôi dép vậy. Cô với lại chú Mỹ là sao? Ảnh là anh cả mà anh nuôi rồi đó, má nó sanh không được đó. Dạ. Rồi mới xin ảnh về nuôi đỡ đầu đó. Mà bây giờ anh em ai cũng khổ hết trơn hả? Có mình cô ở đây nhờ ổng mà đỡ rồi nuôi ổng luôn vậy đó. Hiện bây giờ cô đang làm gì? Bây giờ cô đâu làm gì, ông xã cô mất là cô bó tay rồi. Bây lúc giờ, trước là ông xã cô làm. Ông xã cô đi đờn khu du lịch Mỹ Khánh qua đó. Dạ. Ông đi đờn ngoài khu du lịch Mỹ Khánh không à, với đờn ca tài tử trên đài đó. Dạ. Mà bây giờ ông mất là cô khổ. Cô có mấy người con? Cô có hai người, đứa đang đi học. Cô đang đi học đại học, đứa thì giờ nghỉ học đi làm. Con cô chắc lớn rồi hả? Đứa 2 mấy tuổi cho em. Bây giờ cô chú cô thì phải luôn chăm sóc cho chú Uy này. Mỗi một ngày chú Yên này sử dụng tiêu nhiều tiền không? Thì ngày ông khoảng 50 ha biểu gì. Cà phê nè, cà thuốc nè, ngày 2 gói là 2 gói thuốc như vậy, 2 ca cà phê nè, còn mì cháo nữa. Thì sáng ăn sáng nữa. Thì ngày cô cũng đồng có 50 ngàn đó. Dạ. Vậy đó. Mỗi ngày là 50 ngàn. Thì cô bây giờ không có làm gì ra tiền hết. Ra tiền hết trơn, bây giờ cũng khổ. Hồi đó có mà ổng thì cô không có lo, bị ổng mận khỏe. Lúc đó làm có tiền hả cô? Có tiền. Trời ơi, cô đó cái nhà cô sùm sụp mà ông ăn có ngơi sự nghiệp tên gì nè. Hồi đó mà ông... Rồi chú mất bao nhiêu lâu rồi? Mới 6 tháng nè. Mới mất đầy 6 tháng rồi đó. Hồi tháng 4 tới giờ đó là tôi biết mới đây mà. Dạ. Yeah. Nói ai cũng kêu trời hết trơn. Ông mất ai cũng kêu trời nha. Ông nói thằng Y nó nhờ có mình 6 đợt này thôi mà giờ nó mất. Không biết cách sao mà. Chú Y này là sống nhờ vào, cũng nhờ vào cái đồng lương của chú chồng của chú của cô. Bệnh hoạn hay là ổng đi lạc là ổng đi kiếm nước không đó.
một tay ổng không, bởi vì ổng nói dài dài sớm ổng đi ra chợ, ổng nói hôm đó mất rồi là tôi không biết sống sao nữa, bệnh hoạn không biết ai chở, rồi đi lạc không biết ai kiếm. Ông nói với đức của chắc chú y này ổng thương chú buồn ổng gì lắm. Hỏi thử coi chú có thương cái chú sáu đờn không? Ông nói gì mà nói đấy, là ông cũng thương dữ lắm. Dạ, nước mắt của cô lại khóc luôn rồi nè. Nhắc về tại vì trong cái khoảng thời gian sắp tới thì chắc có lẽ là mình sẽ khó khăn hơn nhiều hơn cô ạ. Cô có gụn đất gì không? Không, không có đành hạn. Thế ông ở trên Sài Gòn đó, ông cũng xuống đây, ông cho đồ trồng rơm ở trên. Dạ. Tiền cho vô tiếng. Cái vô tiếng mà xem cái vô tiếng bự không được. Chú không có đôi mắt thì... Chú không có đôi mắt của chú bị mờ sao coi được. Đi khám rồi ổng được. Bị nha, ổng cùng nước đó, mổ cũng đâu có được. Chú mất 6 tháng rồi. Con bên đây là... Chạy chú mất 6 mươi à, mất 5 ngày 6 mươi. Con bên đây là ổng được, bây giờ nó... Con bên đây là ổng được, nó là nó hư luôn. Cô có ruộng đất gì không? Cô có cái nền nhà chỗ lũi nè. Con lớn của cô lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Nghỉ học đi làm. Đang đi học, còn nhỏ em nghỉ học đi làm, bây giờ nó đang học đại học. Vì ông xã cô mừng là cho con đi học mà. Giờ con đang học ở đâu cô? Cần Thơ. Đại học Cần Thơ luôn. Ngành gì cô ha? Đại học y dược hả? Đại học dược, mình là đại học dược. Đại học y dược luôn. Mình học dược mà để đi ra bán thuốc. Con dạ, không biết dạ. Ở bên đó cái gì nữa. Dạ. Bây giờ còn năm ngữ nó nhà trường đó mà giờ cô đang gặp khó. Dạ, nó học năm ngữ nó cô khoảng 20 nó mới đủ, bị năm ngữ đóng tiền cho nó khoảng 20. Cô tên gì? Cô Nguyễn Thị Hồng Phượng. Cô Phượng. Cô Phượng là người mà cô mang cho chú Mỹ, cô với chú cô mang cho chú Y hồi đó giờ. Hồi đó giờ. Hôm nay thì chú Y là chú chồng của cô là người bươn chải hết mọi cuộc sống trong gia đình, kể cả luôn cô mang cho chú Y. Hôm nay thì ông mất thì lại rất là hụt hẫng. Dạ chú Y ơi, chú khi mà chú đần sáu đần mắt đó, chú có buồn lắm không? Cũng buồn lắm, buồn chứ, tại vì cũng hơi buồn. Cũng hơi buồn. Chú không. Nằm đêm chú có khóc không? Không, có khóc. Ông mấy ông thầy chùa nó khóc một cái già rồi khóc cái làm cái gì? Khóc đó rồi, mấy ông thầy ông chùa kêu đừng khóc đó. Không khóc rồi mấy ông. Ông khóc ông chùa kêu mày ông già rồi mày khóc làm chi? Chết rồi thôi. Cái về cái đầu của chú nó hơi dẹp hơn so với mình hay chưa? Hớt tóc lên là cũng thấy, cũng như là cái đường này nè, nó dậy sống lên vậy nè, nó chạy ngược ngộ lắm nè, thấy không? Hớt là vậy nè, nó sống giống ngược hơn người ta, kìa nó không có giống. Con không ngờ là chú năm nay 63 tuổi rồi. 63 tuổi. Dạ. Có một cái clip quay về chú là khoảng cách đây 2 năm nữa. Đúng rồi. Ở đây đường rồi. Chú có muốn là gì nói với mọi người trên mạng, trên cộng đồng mạng không cả nhà không chú? Mà nói bây giờ chỉ nhờ anh em nói tiếp, ổng không biết gì để nói. Dạ. Cái chị với mấy chú nói là sao chứ giờ là như là cô thì dễ giờ như có tiền thì để nuôi cho ổng bệnh hoạn ăn uống. Cái tâm nguyện thôi. Của cô có... Cô chỉ cần mong có nhiều đó có tiền là để cho như cho ổng ăn ổng uống bệnh hoạn chứ thôi. Chứ giờ cô đâu có biết làm cái cách nào đó, có tiền là người dự trữ để cho ổng thì bệnh là mua thuốc, bệnh là chở đi thuốc. Còn dạ. Ăn uống muốn cái gì thì mình lo cho ổng vậy thôi. Dạ. Đó. Cô chú Y sống riêng hồi đó giờ hay sao? Hồi đó giờ lại sống mình anh vậy không đó. Cái căn nhà này ở đâu có cô hả? Ở đây là cũng như cái chú Nhật Kiều đi ngang gặp ổng vậy đó, rồi cho 10 triệu rồi kêu người ta lại cắt cho ổng vậy đó. Đưa cho người khác lại đứng cắt cho ổng vậy đó, 10 triệu mà năm nay là 3 năm mà thấy nó bị mệt. Chú cô có thể dẫn con vô nhà. Cô dẫn. Dạ con vô nhà cái nghe chú. Dạ chú có thể đi tự đi vô nhà hay là phải chống gậy đi vô nhà? Cái này là nơi ngủ của chú đây hả? Cái này là cái miếng này nó bị tróc lên đi cô hả? Tróc hết trơn, hư hết rồi. Dạ. Chiếc chiếu đó, tối ngày là ông làm bạn với cái là vô này không nè. Gói của chú ngủ. Đó, nó cô vậy. Cô cái này là cái tivi là Coleman cho đây hả con hả? Coleman cho này nè đó. Dạ nhưng mà không có sử dụng. Sử dụng ông hát có mấy bữa ông nói sợ hao điện không có tiền đóng. Nói kêu mày đóng lại đi đừng có xài chừng nào tao ghiền quá thì bật lên chút. Dạ. Để nghe thời sự chứ không có gì chân á.
Dạ cái hương này thờ ông bà. Ông thờ như là ấm nhà ổng hết rồi. Ý là ông thờ đốt cho ấm nhà ổng cửa. Dạ. Thấy cái gì? Hồi đó ông đâu có cái nhà tắm đâu, cho đâu có nhà tắm. Cô mới đi ra ngoài cô hỏi 12 triệu có tiền nhà nước cho dây hố chí đó ha. Dạ. Rồi về cô xây á. Cô đi, đây là cái nơi mà đà chú để quần áo đấy hả? À, đó, cô dắt lên nhiêu rồi ổng dục khúc gì hoài vậy, cô dắt không có nổi nữa. Dạ. Trời ơi, chỗ ổng dơ dữ lắm, cô dụ không có nổi nữa. Rồi nước này nó vô đường bên kia. Bên kia cô vô nước cây đó. Cái này là ai xây cho cô? Cô nhà xây đó chứ mà mướn người ta xây. Dạ. Cô hỏi tiền nhà nước phải cô chứ giờ còn thiếu khoảng 12 triệu ngoài cô không có tiền trả nữa kìa. À, tất cả đều là máy tôn hết ha cô ha. Tôn hết trơn luôn đó. Ban ngày thì chú thường làm gì? Chú này đó hả? Ở nhà nằm vậy nè, có đi thì đi, còn mấy đi ra ngoài cái hàu cá cho cá ăn mấy. Có nuôi cái hàu cá trê mấy. Cá trê đó cô nuôi hay chú nuôi? Không nuôi cá rồi. Phải nói là đây là cái này là cái hẻm bên hông của chú hả? À. Đường đâu ông xả đâu, với gà nó dịnh nó làm ống quá trời, nó tràn lên hoài. Bây giờ cô phải lầm lợi từ mí đó đó hen lên đây nó đỡ xịt bị gì nước ngập á, nó tràn. Dạ. Lên nước ngập lên tràn lên tới đây. Chú Y có thấy cái việc di chuyển của mình khó khăn không? Không có gì, nó bệnh rồi nó bị da chỉ nó lên quá rồi đi không nổi. Ông ngồi ông. Dạ. Ngồi không được mà đi cả đi không được, nó đi nó muốn bại rồi. Chú có thể chú tự đi mình lên chú mò đi cho con coi thử coi. Đúng vậy, đi vô nhà từ từ đi cho chú quay đi. Dạ. Đứng dậy còn không nổi em. Xương nó bị yếu. Yếu rồi, sáu mấy người. Đó, đi là vậy không đó. Ồ quá cao luôn, gần đụng ở trên luôn. Đó vậy, còn khơm á. Còn khơm á, ý chú mà còn khơm đó. Hồi xưa là ổng đứng thẳng lên là nó chắc đụng à. 2m2. Có chú thì đo nó 2m2, cái chú thì nó 1m15. 2m15 chứ. Con thì chỉ đứng ngang cái vai vai của chú Y thôi. Thầy đó. Cái giường này là nó dài là bao nhiêu vừa cho chú nó ngủ không? Nó cục bao nhiêu nữa rồi. Ừ. Nó không có dài không, nó cục ngủ mà đưa cái ló cái giò ra. Chú ngủ cái giường này có bị ló giò ra không? Ló giò ra. Ló giò ra hả? Nó bị nó cục quá. Không phải do ló đâu, tại vì chiếu không vậy chứ không ló đâu, nhìn trong ló đâu. Tính đi miếng gạch 4 mắt nhìn ra. Mắt có giò vô không? Bắt coi giò vô hả chú, để thôi ló ra hả? Sáu ló giò ra bắt coi công cái giò lại. Đó, sáu miếng ba. Trời ơi. Bây giờ thì chú có, cũng còn ăn cũng khỏe ha cô ha. Này còn có nửa một tô, có khi mà yếu chừng mình thì nửa tô. Cô ngồi đi cô. Thì ở hôm nay mình có mặt về đây ở ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ để tìm hiểu về cái hoàn cảnh của chú. Chú Y, đặc biệt là chú cao hơn 2m, với cái chiều cao hơn 2m của mình. Và không những là cái hoàn cảnh của chú nó đặc biệt như thế, mà đặc biệt ở luôn ở chỗ cái hoàn cảnh của cô Phượng, người mà đã cô mang chú Y từ bé đến đến giờ, luôn sống chung cạnh nhà với lại cô Phượng. Thì cả nhà mình mà cô chú anh chị có quan tâm đến hoàn cảnh của chú Y, và đặc biệt quan tâm đến cái clip này, thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết để tìm đến cái hoàn cảnh của chú Y cũng như là cô Phượng. Cô Phượng có thể cho con biết về cái số điện thoại để liên hệ với cô, để gặp cô. Dạ. Dạ. Đi vô lấy cái số điện thoại cho con. Giờ lấy cái số điện thoại đi. Lấy đại số Vina đó. Là 0918 421 702. Số điện thoại của cô Phượng là 0918 421 702. Tại vì khi lúc nãy mà tìm đến nhà của cô Phượng và của chú Y, thì chú Y đi phải đi chợ, ở ngoài chợ lang thang, ở ngoài chợ phải đợi một thời gian để mà có một đứa bé rước chú về. Thì đó là số điện thoại của cô Phượng. Cả nhà có quan tâm thì hãy tìm đến giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của chú Y và cô Phượng hiện nay rất là khó khăn. Chú Y, hôm nay thì con đến đây có dịp để con quay clip về cái hoàn cảnh của cô, của chú với lại cô như thế này. Thì con cảm ơn cô đã chia sẻ về những cái hoàn cảnh của mình để cho mọi người biết, để thấu hiểu. Con rất là đồng cảm với cô. Thì trước mắt là con luôn chúc cô sức khỏe tốt, để mà cô có cái nấu ăn nấu uống cho chú Y trong cái thời gian còn lại. Cô luôn cố gắng, mặc dù là chú đã mất, nhưng mà con mong cô cố gắng để mà tiếp tục cái quãng đường mình còn hai bé nhỏ. Dạ, rồi thì con...